chào tất cả các bạn, mình là Linh Nhi. Năm nay mình 14 tuổi và mình đến từ trường trung học cơ sở Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trong thời điểm hiện nay, dịch Covid đang diễn biến ngày càng phức tạp, thì mình đã chọn đọc sách là thú vui đơn giản nhất của mình. Maxim Gorky từng nói, mây đen có thể che được ánh sáng mặt trời, nhưng không có gì có thể che được ánh sáng của sách mang lại. Mỗi cuốn sách sẽ gợi nên nhiều điều hy vọng, còn khi khép lại sẽ mang đến nhiều điều hữu ích không chỉ đối với người lớn mà đối với trẻ thơ. Trong vô vàn cuốn sách mà mình được thưởng thức thì mình thấy Đời ngắn đừng ngủ dài của Rumin Sharma đã để lại cho mình những cảm xúc thật đặc biệt. Cuốn sách do nhà xuất bản Trẻ sản xuất và phát hành năm 2018 gồm 228 trang và 101 mẫu truyện ngắn khác nhau. Mỗi câu chuyện lại là một bài học cuộc sống, ý nghĩa xoay quanh ba chủ đề, đó chính là sức khỏe, gia đình và giá trị bản thân. Nói về tác giả Rumin Sharma, ông là nhà lãnh đạo người Canada và là người sáng lập ra tập đoàn Sharma Leadership International. Phong cách lãnh đạo của ông là nguồn cảm hứng cho các cá nhân và các tổ chức trên toàn thế giới. Và cuốn sách Đời ngắn đừng ngủ dài của ông đã đánh thức những tiềm năng ẩn sâu bên trong mỗi con người chúng ta. Đời ngắn đừng ngủ dài, tựa đề khiến ta cảm thấy tò mò và mong muốn được khám phá. Tựa như một lời cảnh tỉnh dành cho tất cả những ai chưa biết quý trọng cuộc sống của mình. Đời ngắn đừng ngủ dài là một lời tâm sự về cuộc đời mà tác giả muốn gửi gắm đến các bạn độc giả. Với các câu chuyện được trình bày riêng biệt theo từng chủ đề, rất tiện để người đọc theo dõi. Với cách diễn đạt tự nhiên, không hoa mỹ, nhưng điều đặc biệt là chúng ta không cảm thấy bị khô khan hay nhàm chán, mà chỉ cần đọc một lần là ta sẽ nhớ mãi. Cuốn sách cũng là lời khuyên bổ ích cho mọi người, đặc biệt là người có thói quen ngủ dài. Cuốn sách giúp họ thức tỉnh bản thân và bắt đầu một cuộc hành trình mới, toàn tâm cho phần đường còn lại của mình. Điều quan trọng thứ nhất mà tác giả nhắc đến đó chính là gia đình. Một gia đình hạnh phúc chính là thiên đường trên trần gian. Gia đình là nơi chúng ta sinh ra, là nơi chúng ta lớn lên và cũng là nơi cho chúng ta trở về sau những lần mệt mỏi. Rumin Sharma từng tâm sự rằng cái làm ông cảm thấy tự hào nhất không phải bản thân là một nhà lãnh đạo tài ba mà đó chính là thời gian để làm một người cha tốt. Đối với ông, gia đình hay tổ ấm cũng như một tổ chức cần được xây dựng, yêu thương và củng cố từng ngày. Người lớn à, hay biết nói ra những điều mình muốn. Người lớn à, muốn trở thành một người lãnh đạo giỏi, trước hết hãy trở thành một người cha, người mẹ tốt. Điều thứ hai mà tác giả muốn nhắc đến đó chính là sức khỏe. Sức khỏe là tài sản vô giá với mỗi con người, nhưng thật tiếc, người ta chỉ biết níu giữ sức khỏe khi đang dần mất đi. Tuy không trực tiếp nói ra, nhưng trong những câu văn Đời ngắn đừng ngủ dài, tác giả luôn nhắn nhủ người đọc hãy trân trọng và giữ gìn sức khỏe của mình. Đương nhiên, tác giả sẽ chẳng gõ vào đầu bạn và nói tập thể dục đi, nhưng những điều mà ông chia sẻ thực sự là một nguồn khích lệ giúp chúng ta có một cuộc sống lành mạnh và trân trọng hơn sức khỏe của chính bản thân mình. Nhờ có cuốn sách này mà mình đã rèn được thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng sớm. Điều thứ ba, và đây cũng là điều cuối cùng, điều quan trọng nhất, bài đầu tiên mà mình học được đó chính là Be Myself, hãy là chính mình, muốn làm một việc gì trước, hãy biết mình là ai. Như Warren Buffett từng nói, không bao giờ có ai giống bạn, chúng ta là duy nhất, chúng ta có ước mơ riêng, có tài năng riêng, nên không việc gì phải bắt chước hay làm bản sao của bất cứ ai. Thứ hai, đó là sống tử tế với mọi người. Giá trị cốt lõi của một con người không chỉ thông qua cách bạn sống và sự thành công, mà nó còn liên quan đến cách bạn đối xử với những người khác. Học cách tử tế với người khác là bài học đắt giá mà mình học được từ cuốn sách này. Thứ ba, đó chính là sống kỷ luật. Mỗi con người chúng ta, ai cũng nên có cho mình một nguyên tắc, một kỷ luật để sống. Điều làm nên kỷ luật đó chính là những thói quen. Những thói quen lâu ngày sẽ trở thành nguyên tắc sống của bạn. Đó là những điều mà mình cảm nhận được từ cuốn sách này. Đương nhiên sẽ có nhiều điều mà mình chưa cảm nhận được, nhưng bấy nhiêu đây thôi cũng khiến cho mình thay đổi về tư duy sống của bản thân. Đúng như tựa đề cuốn sách Đời ngắn đừng ngủ dài, cuộc đời vốn ngắn ngủi, thay vì cứ ngủ dài, chúng ta hãy làm những điều bản thân muốn, sống sao cho cuộc sống trở nên tốt đẹp nhất. Nếu sau này kết thúc một quãng đời, chúng ta sẽ không cảm thấy hối hận. Vì sao ư? Vì ta đã làm được những điều mà ta mong muốn, ta không lãng phí một giây, một phút nào cả. Khi bạn đọc cuốn sách Đời ngắn đừng ngủ dài, những bế tắc, những chán nản trong cuộc đời bạn sẽ tiêu tan và thay vào đó là nguồn năng lực tích cực, tự tin để bạn có thể bước tiếp trên con đường của mình, như chính tác giả đã nói, như những người thành công trước đó đã làm.
Hãy làm chính mình, trân trọng cuộc sống này, sống sao cho tốt đẹp cho chính ta và cho toàn xã hội. Hãy làm hết sức, rồi cuộc đời sẽ thay bạn làm phần còn lại. Cuốn sách giúp mình học được cách yêu thương gia đình, cảm nhận sâu sắc không nơi nào bằng nhà. Nhà là nơi chúng ta sinh ra, là nơi trời đón ta mỗi khi ta trở về. Robin Sharma cũng khiến mình phải ngẫm nghĩ rất nhiều về sức khỏe của chính bản thân mình và cách sống một cuộc đời tử tế. Giống như tựa đề cuốn sách, cuộc đời vốn ngắn ngủi, thay vì cứ ngủ dài, ta hãy sống một cuộc đời kỷ luật, nề nếp và học cách tôn vinh những giá trị riêng của bản thân. Những điều vĩ đại chưa bao giờ xa vời, nó luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé quanh bạn mỗi ngày. Đôi khi ta nghĩ quá nhiều đến những thứ lớn lao mà quên mất những điều bên cạnh. Đó không chỉ là nguyên tắc để thành công, mà nó còn là nguyên tắc để có được hạnh phúc. Hãy đọc cuốn sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài vào mỗi buổi sáng. Mỗi câu chuyện của Robin Sharma chia sẻ trong sách giống như một bài hát truyền cảm hứng cho một buổi sáng tốt lành vậy. Nó đã tạo cho mình một thói quen sống mới, đánh thức những cái mới, những tiềm ẩn bên trong mình mà bấy lâu nay mình chưa thể khám phá ra. Còn gì tuyệt vời hơn khi bắt đầu một ngày mới với những cảm hứng sống tích cực, tự tin và tràn đầy yêu thương. Hãy dành cho mình một khoảng lặng khi đọc sách và suy ngẫm những gì đang xảy ra trong chính cuộc đời mình. Cuốn sách này chính là nguồn động lực lớn, nó như một lời động viên để mình có thể bước tiếp trên con đường tìm đến thành công. Mình dám ước mơ, dám hành động, mình không còn sợ hãi và mình tiếp tục phấn đấu để đạt được đam mê của mình. Hy vọng cuốn sách này sẽ đến tay các bạn và mang đến cho các bạn nhiều điều bổ ích.